Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát huy tinh thần nhân đạo, cộng đồng người Việt tại một số nước đã chung tay quyên góp và hỗ trợ người dân tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất nghiêm trọng vừa qua. Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ kết hợp với quảng bá và giới thiệu về du lịch Việt Nam với bạn bè quốc tế tại triển lãm du lịch quốc tế Iran. Hơn 2.000 hecta rừng đầu tiên ở Việt Nam do người dân và doanh nghiệp chung tay chăm sóc được cấp chứng chỉ quốc tế liên quan đến quản lý rừng bền vững. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 13 tháng 2 theo giờ Việt Nam, đoàn quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới sân bay Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Lực lượng tham gia gồm đội quân y thuộc Tổng cục Hậu cần, đội cứu sập thuộc binh chủng công binh và đội chó nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Đoàn cứu hộ cứu nạn cũng đã tập kết toàn bộ 35 tấn vật chất hậu cần, bảo đảm cho lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Số vật chất hậu cần gồm lương khô, lương thực thực phẩm, dụng cụ cấp dưỡng, trang thiết bị y tế, thuốc trị bệnh và vật tư doanh trại. Và bên cạnh những thiệt hại về người thì trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 vừa qua cũng đã khiến hàng chục nghìn người khác rơi vào cảnh mất nhà cửa, không có cơm ăn áo mặc trong thời tiết lạnh giá. Trước tình cảnh này, cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang phát huy tinh thần nhân đạo, tham gia nỗ lực quyên góp và hỗ trợ các nạn nhân sở tại. Anh Phương là một trong ba quản trị viên của trang Facebook Cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những ngày vừa qua, anh và các bạn của mình khẩn trương tập hợp đồ quyên góp từ những kiều bào người Việt cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2. Việt Nam mình luôn có cái truyền thống tương thân tương ái đồng bào mình khi xảy ra khó khăn. Trong 3 ngày đưa ra thông tin của bộ quyên góp thì chúng tôi cũng đã nhận được tổng là 50 thùng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và 8 thùng quần áo trẻ em, phụ nữ và đàn ông cho cái đợt mùa đông này. Hiện nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không khuyến khích các đoàn từ thiện tự phát di chuyển tới khu vực thảm họa. Chính quyền kêu gọi người dân quyên góp tiền và hiện vật và gửi về các tổ chức cứu trợ chuyên nghiệp. Cái đợt hàng ủng hộ vừa qua thì tôi đợt đầu tiên thì là tôi trao cho cái cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ. Và đợt thứ hai thì tôi đã trao cho chính quyền thành phố Istanbul. Đó, và tôi muốn là mỗi một cái đơn vị người ta sẽ có những cái đợt chia hàng nó đều hơn. Kế hoạch trong những ngày tới, cộng đồng người Việt tại đây sẽ tiếp tục các hoạt động quyên góp quần áo, nhu yếu phẩm và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ phần nào công tác cứu trợ cho các nạn nhân động đất. Trong khi đó, tại Liên bang Nga, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán Syria, cộng đồng người Việt sinh sống tại thủ đô Moscow chỉ trong 2 ngày vừa qua đã tổ chức vận động và quyên góp để mua các thực phẩm ăn liền cũng như hàng hóa thiết yếu, hỗ trợ các nạn nhân thảm họa động đất với tổng trị giá khoảng 500.000 rúp, tức khoảng 7.000 đô la Mỹ. Ngày 12 tháng 2, Tham tá Nguyễn Tùng Lâm, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cùng đại diện của cộng đồng người Việt tại Moscow đã trao lô hàng này cho Đại sứ Syria tại Liên bang Nga, ông Basha Al-Jafari. Đại sứ Jafari cảm ơn sự hỗ trợ của người Việt Nam dành cho người dân Syria, thể hiện rõ sự ủng hộ gần gũi từ trái tim của nhân dân Việt Nam. Trận động đất kinh hoàng ngày 6 tháng 2 đã gây thiệt hại to lớn cho Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau khi liên hệ với Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, những người Việt Nam tại Nga đã quyết định hỗ trợ các nạn nhân ở Syria trước, do tại Syria không có hội người Việt và người dân nơi đây đang lâm vào tình trạng nhiều khó khăn trong bối cảnh xung đột và cấm vận. Việc quyên góp và mua hàng hóa cũng được tổ chức rất nhanh chóng để có thể kịp chuyến bay gửi hàng hóa sang Syria. Sau thảm họa, Đại sứ quán Syria ở Moscow đã trở thành trung tâm tiếp nhận đồ cứu trợ. Nhiều người dân và các tình nguyện viên đến chuyển hàng hóa cứu trợ cũng như tham gia phân loại, đóng gói và vận chuyển để sau đó chuyển bằng đường hàng không đến các nạn nhân của trận động đất vừa qua. Một thông tin đáng chú ý khác về việc tham gia các hoạt động nhân đạo quốc tế của Việt Nam. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, đội công binh Việt Nam đã phối hợp với Phòng Điều phối Quân dân sự, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại RPA tổ chức lễ khánh thành và bàn giao các công trình nhân đạo cho trường cấp 3 RPA. Trong thời gian qua, những chiến sĩ công binh Việt Nam đã chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường,
thực hiện tốt các hoạt động giao lưu, hỗ trợ và giúp đỡ nhà trường cả về cơ sở vật chất, tri thức và tinh thần. Cụ thể, đội đã làm con đường rộng 5m, dài 150m vào trường, khoan một giếng nước sạch, lắp đặt đồng bộ máy bơm, máy phát điện và bể chứa 5.000 mét khối, hệ thống đường ống cung cấp nước sạch cho thầy trò nhà trường. Ngoài ra, đội cũng xây tặng 2 phòng học, 1 phòng giáo viên, 1 phòng thư viện, 1 nhà ăn, 1 phòng bảo vệ rộng và đóng 20 bộ bàn ghế và tặng nhà trường 6 máy tính xách tay. Những công trình thiện nguyện này sẽ góp phần lan tỏa những tình cảm chân thành của đất nước và con người Việt Nam đến với người dân khu vực ABA với mong muốn một môi trường hòa bình, ổn định sẽ sớm đến với người dân nơi đây. Triển khai công tác ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa năm 2023, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã tham dự triển lãm du lịch quốc tế Iran lần thứ 16 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 2 vừa qua. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm kết nối các cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, chuyên gia du lịch dưới sự bảo trợ của Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công Iran. Triển lãm năm nay có sự tham gia của hơn 500 đại biểu đến từ hơn 20 quốc gia như Nga, Nhật, Indonesia, Malaysia, Indonesia với nhiều hình thức chủ đề đa dạng nhằm quảng bá thương hiệu du lịch của mỗi quốc gia. Trong khuôn khổ triển lãm, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã trưng bày và giới thiệu cho bạn bè Iran và quốc tế các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, món ăn đặc trưng, ảnh và thông tin tour du lịch tới Việt Nam và nhận được phản hồi tích cực. Đặc biệt, gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã vinh dự được tiếp đón Bộ trưởng Bộ Di sản Văn hóa, Du lịch và Thủ công Iran Ezatollah Jaghami tới thăm và thưởng thức các món ăn Việt Nam. Ngài Bộ trưởng bày tỏ ấn tượng và mong muốn được thăm Việt Nam trong thời gian tới. Ngày 12 tháng 2 vừa qua, Chùa Đồng Tâm tại thành phố Erfurt, Cộng hòa Liên bang Đức đã long trọng cử hành Đại lễ Thượng Nguyên và Cầu An đầu năm. Đến tham dự và chủ trì buổi lễ có là các chư tôn đức tăng ni đến từ Việt Nam, Cộng hòa Séc và Cộng hòa Liên bang Đức. Chương trình được mở đầu với phần niệm Phật cầu gia bị và dâng hoa cúng dường chư tôn đức tăng ni do các cháu thiếu nhi thực hiện. Cùng với đó là các tiết mục ca nhạc cúng dường đại lễ do các ca sĩ cộng đồng biểu diễn. Đại đức Thích Minh Châu và Đại đức Thích Thông Đạt đã có 2 bài pháp thoại đem lại niềm an vui cho tất cả bà con Phật tử gần xa. Đại diện chính quyền địa phương, ông Andreas Bauservine, thị trưởng thành phố Erfurt nhấn mạnh, Chùa Đồng Tâm từ lâu đã trở thành nơi gìn giữ bản sắc tín ngưỡng văn hóa của cộng đồng người Việt tại đây và sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để ngôi chùa sớm hoàn thiện và cũng sẽ là điểm du lịch của thành phố. Lần đầu tiên tại Việt Nam, 2.145 ha rừng tự nhiên của 5 cộng đồng thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã được cấp chứng nhận quốc tế FSC cho các dịch vụ hệ sinh thái về lưu trữ và hấp thụ carbon. Trữ lượng lưu trữ tại các diện tích rừng này là khoảng 350.000 tấn CO2 và lượng hấp thụ hàng năm khoảng 7.000 tấn CO2. Đây là kết quả từ dự án thúc đẩy quan hệ đối tác bền vững giữa chủ rừng, nhóm hộ gia đình và doanh nghiệp trong thực hiện quản lý rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu do Liên minh châu Âu và tổ chức MCNV tài trợ. Nhờ đó, các chủ rừng được tiếp cận các nguồn vốn và chi trả tự nguyện cho dịch vụ hệ sinh thái do Hội đồng Quản trị rừng quốc tế khởi xướng trên toàn cầu. Và trong hơn 2 năm qua, dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã được triển khai tại các huyện miền núi Đông Giang và Tây Giang của tỉnh Quảng Nam. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, dự án đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số địa phương nhanh chóng cải thiện sinh kế và giữ gìn các giá trị truyền thống và đặc biệt là tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ rừng bền vững. Nhờ những già làng nhiều kinh nghiệm truyền đạt nên lớp người trẻ cơ tu rất hào hứng tham gia nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm. Các hợp tác xã đã trưng bày giới thiệu sản phẩm, tạo ra điểm du lịch cộng đồng giúp thu nhập người dân tăng lên đáng kể. Tiến bá lại cho các cháu này để học tập, để cho nói theo, hạn chế họ đi rừng, hạn chế họ đi núi, để làm ở nhà để có cái thu nhập cao. Ở địa phương chúng tôi là có du lịch cộng đồng, có du lịch sinh thái, cho nên là mình quảng bá nữa, có như là với giới thiệu hàng về cái nghề đan lát này khối mai một.
từ năm 2021 đến năm 2025, khoảng 2,8 triệu đô la Mỹ đã được hỗ trợ để người dân vùng cao chuyển sang nền kinh tế tăng trưởng xanh thông qua phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, đặc biệt là mây che lá, dược liệu theo hướng bền vững, có chứng chỉ rừng, thúc đẩy trồng và sản xuất rừng gỗ lớn. Và theo đó, các địa phương đã triển khai các chính sách bảo vệ rừng, bảo tồn nghề truyền thống dựa trên nền tảng sinh kế bền vững cho người dân. Khi họ đã có điều kiện sống tốt hơn, kinh tế tốt hơn, thì họ sẽ không phá rừng nữa, mà họ phải dựa vào rừng. Khi mà cộng đồng họ hiểu được rằng là cuộc sống của họ, của chính họ trong hiện tại và của con cái họ trong tương lai là phụ thuộc vào sự quyết định của tài nguyên thiên nhiên, của môi trường sống, của đa dạng sinh học được bảo vệ ngày hôm nay. Nhiều mô hình hợp tác quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học đã được triển khai hiệu quả, góp phần giúp cộng đồng nâng cao nhận thức về lợi ích từ rừng, cải thiện sinh kế bền vững để người dân yên tâm gắn bó với rừng. Thưa quý vị, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội những ngày này, ta sẽ dễ dàng nhận thấy một Hà Nội rất khác, một Hà Nội lãng mạn với tấm áo mới với sắc vàng và đỏ giữa nhịp sống hối hả của thủ đô. Mê mẩn khung cảnh hàng cây thay lá vàng rực rỡ trên đường Hoàng Hoa Thám, rất nhiều bạn trẻ đã lên đồ tìm tới đây để có được những bức ảnh lung linh nhất. Bạn có biết con đường đang hot nhất ngay lúc này? Dọc con đường Hoàng Hoa Thám, những hàng cây xưa đang vào độ chuyển mình. Những chiếc lá vàng rơi khắp phố thu hút rất nhiều người kéo về đây chụp ảnh. Và gia đình chị Trần Phương Anh cũng không phải là một ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên tôi tham quan và chụp hình trên con đường Hoàng Hoa Thám. Thời tiết xuân rất là đẹp và tôi dẫn chồng và con tôi đi dạo. Tình cờ đi qua con đường này thôi, nhưng gia đình chúng tôi đã chụp được bức ảnh ưng ý một cách dễ dàng. Không khó để tìm một góc chụp, khung cảnh thật tuyệt vời. Ngày cuối tuần, thời tiết ủng hộ và mình cũng không chuẩn bị trang phục gì cả. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên, nhưng khung cảnh này đã cho mình những trải nghiệm thật thú vị. Còn những người không quen mà gặp như Nhài và Mạnh cũng tranh thủ đến sớm, chọn cho mình những vị trí đẹp để ngắm nhìn và lưu giữ những bức ảnh ấn tượng trong khung cảnh lãng mạn này. Hai hôm trước thì mình có lướt mạng xã hội, mình thấy các bạn ấy đăng con đường Hoa Thám này giống như là một cái khung cảnh lá vàng rơi trên Hàn Quốc. Mình có cơ hội gặp một bạn nhiếp ảnh ở đây. Thế là chúng mình đã cùng nhau tạo nên một vài bức ảnh kỷ niệm và mình rất là hài lòng ạ. Ở tại thời điểm hiện tại là đang mùa thay lá của cây. Do đó đây là một cái nét đặc trưng của con đường này. Tạo cho mình một niềm cảm hứng để mình lưu lại những cái bức ảnh tuyệt vời. Con đường trải đầy lá vàng có 102 ngay giữa mùa xuân cũng trở thành điểm đến lý tưởng của các bạn sinh viên tại Hà Nội. Đầu tiên đi qua đây thì bị thu hút bởi những cái lá thơm mộng ấy, nên là em đi qua một lần là sẽ muốn quay lại chụp ảnh lại để lưu giữ những kỷ niệm đẹp với các bạn ạ. Hà Nội mùa thay lá khiến người ta chợt yêu cảm giác thanh bình đến lạ. Chẳng cần phải đi xa, mỗi góc trên con phố này đều là những phông nền check-in lý tưởng để du khách cho ra đời những bức ảnh ấn tượng và khúc giao mùa Hà Nội vì thế mà trở nên du dương hơn bao giờ hết. Và những hình ảnh về Hà Nội mùa thay lá rất đẹp vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.